Cười đi anh. Chết em với anh rồi. Đừng đừng. Coi như là Khương tôi cầm mấy triệu này lỡ đi. Tôi mua lấy sự bình yên tối nay nha. Mấy triệu hơi ít đó nha. Thế thì đêm nay thì sao? Hứa đi. Không có làm gì hết. Được rồi, tha cho anh một đêm đó. Bà thấy chưa, nhà có hai mẹ con mà nó không có thương tôi. Tôi nói với bà rồi, bà giận nó làm chi cho nó hại sức khỏe. Mẹ con mà đâu có bỏ nó được đâu. Vậy đó mà nó đòi bỏ tôi nó đi. Nó nói là nó muốn đi lấy cái thằng chồng ở bên trời Tây đó. Rồi tôi ở đây tôi sống với ai? Vậy thì bà có đồng ý cho nó lấy chồng Tây hay là chồng Việt Kiều đó đi, xong thôi. Đâu có được. Sao mà tôi qua bển tôi sống được? Một cái tiếng Anh bẻ đôi tôi cũng không biết. Chưa kể qua bển không có bà con lối xóm gì hết trơn á. Rồi biết nói chuyện với ai? Cả ngày tụi nó đi làm nó bỏ ở nhà một mình. Chắc tôi trầm cảm tôi chết. Vậy chứ bà nói cái đó với nó chưa? Nói rồi. Rồi nó trả lời làm sao? Nó nói không mấy. Mà mẹ vô viện dưỡng lão mẹ ở đi. Trời đất ơi, không được. Nói rồi không thể nào được. Thấy chưa, bà cũng đồng tình với tôi là không. Trời, vô dưỡng lão đúng không? Đây luôn. Ừ, đồng tình là không vô. Vậy mà nó nói với tôi đó, mẹ cứ vô trọng đi. Cái gì cũng hiện đại hết. Có người này lo, người kia lo, lo đủ thứ hết trơn á. Nó nói vậy đó. Tôi nói thiệt nè, dứt khoát tôi không có vô viện dưỡng lão đâu. Dạ, mình sinh con đẻ cái, mình chăm sóc, mình nuôi nó từ tấm bé cho tới nó lớn thành người, thì để nó phụng dưỡng là cho mình chứ. Bây giờ tự nhiên con đưa mình vô viện dưỡng lão, cái cho nó đánh tay sao? Hả? Vậy bà đồng ý là không vô viện dưỡng lão? Không. Ở nhà sướng hơn đúng không? Có đúng con rồi. Cái đúng không? Đúng rồi, đúng rồi. Ý tôi là vậy đó, là mình ở nhà để cho con cháu nó phụng dưỡng mình, phải không? Vậy mới đúng là đạo lý làm người. Tụi trẻ bây giờ nó như vậy đó, không có trách nhiệm với cha mẹ. Mình mà làm cái gì nó không hài lòng là nó đưa mình vô viện dưỡng lão ngay. Không vậy hả? Nhưng mà chị ơi, con cái nhà tôi á, nó không vậy đâu. Thằng trai nhà tôi nó có hiếu lắm. Vậy hả? Ừ. Có hiếu hả? Ừ. Trời, nó lo cho tôi dữ lắm á. Bà nói làm sao? Chứ tôi thấy hổng rài nghe. Bà gây lộn với con dâu bà nhiều lắm đó. Không có. Bà coi chừng á, có khi nó đưa bà vô viện dưỡng lão trước tôi nữa đó. Bà nói là làm tôi cũng lo. Có mấy hôm rày á, tôi với nó cũng có cãi nhau mấy thứ, mấy cái chuyện trong nhà lặt vặt thôi. Thế cha, mà rồi tôi lỡ tôi mới nói tức quá mà, mình nói tao không ở tụi bay nữa, tao không ở trong nhà nữa, tao đưa riêng tao ra ngoài. Thôi bà, giờ mình lỡ nói vậy giờ làm sao giờ? Tôi nói thiệt nha, bây giờ là tôi thấy lo cho bà đó, ha. Bà mà làm tụi nó không vừa lòng, nó cho bà ra riêng. Mà bà có ra riêng thì cũng đáng đời bà lắm. Ý lộn, không phải tôi, không phải nói vậy. Không phải nói vậy, nói lộn rồi. Ý tôi là tôi lo cho bà. Thôi, bà lo cho bà đi. Chứ bên tôi hả, con trai tôi á, nó có hiếu lắm. Nó không có như người khác đâu nha. Có hiếu? Con trai bà có hiếu? Ừ, có hiếu lắm à. Ủa mà bà quên hả? Nó sống với vợ nó nhiều hơn là nó sống với bà. Mà mỗi lần cãi nhau á, tôi nói thiệt á, chắc chắn 100% là nó binh vợ nó, chứ không bao giờ nó binh bà, hiểu chưa? Thiệt không? Thiệt chứ sao không? Bà về mà lo làm lành với con dâu bà đi nha. Chứ nó mà phật lòng nó rồi á, là nó đưa bà vô viện dưỡng lão đó. Vậy là tôi phải về nhà nói chuyện với con dâu tôi. Tôi không muốn vô viện dưỡng lão đâu. Tôi không muốn vô viện dưỡng lão đâu.
Mẹ ơi mẹ, con muốn mày bưng cái gì để con làm đi mẹ. Cũng may là cái này là trái cam mà dập thôi chứ, rồi mà chén dĩa sao nó bể thì sao. Khổ ghê. Trời ơi mẹ ơi mẹ, thiệt tình luôn. Trời ơi Mai là mẹ xích đằng kia đi, mẹ xích đằng kia, để đó. Trời ơi Mai là nước nguội chứ phải nước nóng cho mày phỏng mình rồi khổ nữa. Con đã nói với mẹ rồi mà, ngồi yên đi mẹ. Mẹ muốn ăn muốn uống gì mẹ sai con đi. Làm rồi rủi có chuyện gì rồi sao không biết nữa. Làm cả ngày mệt muốn chết rồi bây giờ phải lo dọn dẹp nữa. Mẹ đi chỗ khác đi nghe. Ở đây rồi trơn rồi té rồi có chuyện nữa. Muốn ăn uống gì kêu con, đừng có tự ý làm mình khổ lắm. Tôi nói thiệt nha, bây giờ là tôi thấy lo cho bà đó ha. Bà mà làm tụi nó không vừa lòng, nó cho bà ra riêng. Kho này á, mình hầm cả buổi á. Thế nào tụi nó về á, cũng rất cảm động vì tình cảm của mẹ. Ôi, mà cái món này á, đặc biệt con dâu mình á, nó thích lắm mày á. Chắc chắn là nó không còn giận mình nữa đâu. Ủa, ai kêu mình vậy cả? Hay là bà Liên bên hậu người cao tuổi? Trời, cái gì mà khét nghẹt vậy nè trời. Trời đất ơi. Cái gì vậy? Mẹ ơi. Trời ơi. Mẹ. Gì cái gì vậy? Trời ơi, mẹ đến tới mẹ coi đi nè. Trời ơi, mẹ nấu cái gì mà mẹ bỏ đó làm chi thì mẹ đi nó xếp chút xíu nữa cháy nhà rồi. Mai là cháy cái nồi thôi đó mẹ à. Mẹ xin lỗi. Trời đất ơi, nói thiệt với mẹ nghe, bộ con nấu đồ ăn à, không ngon thì mẹ nói con một tiếng. Hay là mẹ muốn ra riêng, hay là mấy nồi mẹ muốn nấu riêng thì mẹ cứ nói đi. Thì ý mẹ mình... không phải vậy, ý mẹ không có phải vậy, không phải vậy, mẹ xin lỗi. Con chỉ năn nỉ mẹ một điều, mẹ muốn làm cái gì thì mẹ tập trung giùm con. Mai là bữa nay có con ở nhà rồi, không có con ở nhà chắc cháy nhà. Mẹ ra đường ở hết quá à, mẹ ơi. Mẹ xin lỗi, mẹ không phải ý gì đâu con ơi. Mẹ xin lỗi nha, xin lỗi con nha, xin lỗi. Sao bữa nay bà mẹ chồng tôi bà ngộ vậy ta? Mọi lần mình nói với bà đúng hay sai bà cũng nói thôi cô đừng nói nữa, tôi đã lầm tin cô bao lâu nay rồi. Sao bữa nay không nói câu đó ta? Mà thái độ rất là hiền từ, rất là thành khẩn. Xin lỗi con, xin lỗi con, ý mẹ không phải vậy. Sao mẹ chồng mình bữa nay ngộ vậy ta? Con mời mẹ. Trời đất ơi, bữa nay vợ con nấu đồ ăn ngon quá trời bữa đất, nhiều quá trời bữa đất. Mà tụi nhỏ nó đi chơi trơn trọi, không có đứa nào ăn hết. Ê, mấy cái món mẹ thích không á mẹ? Mẹ ăn cho nhiều vô nha mẹ. Nha. Mà thiệt ra những cái món này á, vợ con nó nấu thì ngon lắm. Sao vậy? Hai vợ chồng ăn đi. Dạ, mẹ dạ. Mẹ ăn đi, con ăn đi. Mẹ nấy, bữa nay thấy cái món gì lạ không? Canh trong biển. Đó. Mẹ biết ở đâu không? Là của ông Tâm á, bạn xã con, ổng đi Hàn Quốc du lịch á, cho nên á cho mớ rồi con biết mẹ thích ăn canh trong biển, với con nấu cho mẹ ăn cho mát. Ngon lắm mẹ, ăn đi mẹ. Là mình nhắc tới ông Tâm mới nhớ nha. Sao? Bà. Trời ơi, vừa rồi có chuyện ông Tâm hay lắm nha. Chuyện gì? À, ông đi Hàn Quốc không phải du lịch đâu, ông đi tới mấy tháng lận ông công tác đó.
đó. Rồi cái ổng neo đơn quá không ai chăm sóc mẹ ổng à. Rồi cái ổng đắn đo, rồi cái ổng mới đưa mẹ ổng vô cái viện dưỡng lão tư nhân cao cấp ở quận 7 đó. Ồ vậy rồi, đó. Rồi mẹ ổng chịu sợ, không? Ổng sợ lắm, ổng sợ mẹ ổng giận rồi nói hất hủi rồi không có chăm sóc à. Rồi cái đưa vô đây để cái ổng lo lắm. Nhưng ai ngờ khi về bà mẹ Tâm nó không thèm đi về nhà ở nữa mà nói đưa vô dưỡng lão ở luôn. Sao vậy? Ờ bà thích. Ủa vậy hả? Khoái quá. Biết sao không? Sao? Ở trong tôi vui quá mà à. À, có nhiều người bạn cùng tuổi à. Rồi được chăm sóc tận tình, muốn ăn cái gì có ăn cái đó, muốn cái gì có cái đó à. Rồi có những người bạn già rồi bằng tuổi nhau đó, rồi cái mình tâm sự với nhau vui lắm. Nhiều khi trong vị dưỡng lão những người cùng tuổi nhau nảy sinh như tình cảm, tình yêu, tri kỷ, đẹp lắm. Nói chứ tình yêu không phải là tình yêu đâu mẹ. Lớn tuổi đã có tình yêu, nhưng mà coi như là bạn tri kỷ, có người tâm sự, sẻ chia. Mẹ biết không, vừa rồi con có coi cái đoạn quảng cáo nói về cái viện lão mà cao cấp á mẹ. Tốt lắm mẹ. Tao nói vô trong đó đó nghe, là có giống như là mình đi du lịch vậy đó mẹ. Nó có hồ bơi nè nghe, có khách sạn nè hen à. Có chụp hình nè hen, nó có karaoke nè ha, nó có khiêu vũ nè ha, nó có massage. Cuối tuần đi dã ngoại còn chụp hình chung vui dữ lắm. Trời đất ơi, trời ơi, tao nói đủ hết trơn, người nào cũng thích hết trơn. Rồi, trời rồi, vừa tốt vừa vui. Thôi ăn đi mẹ, ăn đi mẹ. Tốt gì mà tốt à? Không có người già nào mà muốn vô viện dưỡng lão hết trơn. Ai cũng muốn khi mình già được con cháu phụng dưỡng lo lắng cho mình, chứ ai muốn người lạ mà chăm sóc mình bao giờ đâu. Dạ dạ cũng vậy sao? Cái này hoàn cảnh gia đình mỗi người mỗi cảnh, người ta neo đơn quá đó mẹ. Đúng rồi mẹ ơi, giống như gia đình của anh Tâm á, có một mẹ một con à. Anh đi rồi anh không yên tâm, anh mới gửi mẹ anh vô. Chứ gặp với nhà mình, trời ơi con cháu đông thì đâu có ai gửi đâu mẹ. Đúng rồi, chị của nhà anh ta. Hai anh chị ra cổ xí cho cái việc bất hiếu phải không? Dạ. Mà còn ê, nói nữa phải không? Đúng không? Dạ, gì đâu mẹ. Trời ơi, bác tình bác nghĩa nó vừa vừa thôi. Trời trời, không có. Đang kể chuyện người ta. Kể kể chuyện nhà anh Tâm chứ. Thôi ăn đi, ăn đi, ăn đi. Trời ơi, đừng có giận mà. Không có ăn. Là ăn không hả? Như vậy á, là đồ bất hiếu. Trời ơi, kể chi? Kể chi giờ bị chửi bất hiếu. Rồi hai vợ chồng ăn một đống này cho nó hết luôn á. Ờ bà thích. Ủa vậy hả? Khoái quá. Biết sao không? Sao? Ở trong tôi vui quá mà à. À, có nhiều người bạn cùng tuổi à. Rồi được chăm sóc tận tình, muốn ăn cái gì có ăn cái đó, muốn cái gì có cái đó à. Rồi có những người bạn già rồi bằng tuổi nhau đó, rồi cái mình tâm sự với nhau vui lắm. Mẹ đi đi. Ở đó tốt lắm. Đúng rồi mẹ. Ở trong đó người ta lo cho mình đầy đủ hết trơn. Cỡ tuổi mẹ rất là nhiều. Mẹ sẽ có nhiều bạn. Mẹ muốn nhảy đầm cũng có nữa. Đi đi mẹ. Không, mẹ không vô đó đâu. Đi, mẹ phải đi. Mẹ phải đi. Không. Phải đi. À, thấy thì tội nhưng mà thôi thì kệ. Bà ác quá. Không được, mình phải nói rõ với thằng Cầm. Nó không được nghe lời vợ nó, nó đưa mình vô viện dưỡng lão. Rồi, tính vậy đi hen. Phải đưa mẹ vô chỗ đó, tôi thấy nó uy tín nè. Ừ, được á. Biết vậy rồi, nhưng mà tôi nói cho ông nghe. Rồi người ta biểu phải đi khám sức khỏe, rồi sao nói với mẹ cho mẹ đi đây? Thì phải khám sức khỏe, rồi người ta mạnh khỏe người ta mới nhận chứ. Rồi mình cứ nói với mẹ là mà đi khám định kỳ, khám tổng quát thôi. Nhưng mà ông có coi kỹ thì từ chỗ này lo cho người già ok không? Bảo đảm uy tín có thừa. Ở chỗ đó là
Mà ông Tâm đó đã đưa mẹ ông vô chổng rồi, mình thấy có uy tín, cái ổn lắm thì mình mới đưa đi chứ. À vậy hả, thôi vậy mình cũng yên tâm ha. Uống trà đi ông. Nè. Cảm ơn. Rồi. Từ này á, nó tống mình ra khỏi nhà rồi.